Thưa quý vị và các bạn, xung đột vũ trang giữa một số nước, sự suy giảm tiêu dùng và hoạt động kinh tế trên toàn cầu, cùng với đó là sự thiếu hụt năng lượng điện, thị trường bất động sản trầm lắng. Tất cả các yếu tố đó đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nói riêng và đối với nền kinh tế của tỉnh nói chung. Khó khăn, thách thức bủa vây, song chưa bao giờ niềm tin của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị suy giảm, bởi họ luôn được đồng hành hỗ trợ một cách thực chất, hiệu quả nhất từ các cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Ngay khi bước vào dịp cao điểm nắng nóng, dự báo được nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi nguồn cung ứng điện trên toàn quốc cũng như trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Để đảm bảo nguồn điện phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khẩn trương làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên để có các phương án điều tiết nguồn điện một cách tối ưu cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tổ chức nhiều hội nghị đối thoại làm việc với các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài để lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, bất cập trong việc cung cấp điện phục vụ sản xuất nhằm xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện phù hợp, đảm bảo phục vụ sản xuất công nghiệp hiệu quả với mục tiêu ưu tiên tối đa nguồn điện phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó là hàng loạt các hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đô thị, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các sở ngành triển khai. Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 15 cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Liên quan đến cái vấn đề về xử lý cái thiếu điện trong cái đợt tháng 6 vừa qua, thì thực sự là tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhanh chóng tổ chức các cuộc họp cũng lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để nhanh chóng tháo gỡ cái khó khăn cho doanh nghiệp. Đấy chính là tạo cái niềm tin, cái động lực cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Việc giải quyết những khó khăn, bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về cấp phép đầu tư, giải phóng mặt bằng, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư không chỉ gói gọn tại các hội nghị mà nó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể ngay tại các cơ quan quản lý nhà nước. Cũng chính vì vậy mà nhiều vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải quyết kịp thời, không để kéo dài gây lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư. Đơn cử như trường hợp tại dự án khu đô thị Việt Đức Legion City, doanh nghiệp này đã nhiều lần phải thay đổi thiết kế đô thị để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Mặc dù thủ tục pháp lý trong mỗi lần điều chỉnh khá phức tạp, song với sự hỗ trợ giải quyết kịp thời từ phía sở xây dựng, doanh nghiệp đã hoàn thành thời gian điều chỉnh thiết kế theo đúng kế hoạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Khi doanh nghiệp tại tỉnh của chúng ta, như chúng tôi đã tiến hành triển khai thay đổi thiết kế đô thị, thì đã được đầu tiên là các sở ban ngành lắng nghe nguyện vọng của sản phẩm, lắng nghe nguyện vọng của chủ đầu tư, cũng chính là lắng nghe nguyện vọng của người dân. Chính vì vậy mà khi các đơn vị cơ quan quản lý đã lắng nghe và sau đó chấp thuận rồi hướng dẫn cho chúng tôi, thì việc này đã mô hình chung rất là tốt cho tiến độ cũng như là sự đáp ứng kịp thời về nhu cầu của thị trường. Tưởng chừng như công tác giải phóng mặt bằng đối với trên 100 hectare diện tích còn lại của khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên rơi vào bế tắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như sự chậm trễ của cấp ủy chính quyền các xã có đất thu hồi. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực của huyện Bình Xuyên, công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của khu công nghiệp đã ghi nhận những chuyển biến hết sức tích cực. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 50 hectare đã được giải phóng và ngay sau đó, chủ đầu tư hạ tầng của khu công nghiệp này đã thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp đến hoạt động tại khu công nghiệp. Với vai trò là một nhà đầu tư hạ tầng đã đầu tư tại Vĩnh Phúc hơn 10 năm nay, thì chúng tôi đánh giá rằng là Vĩnh Phúc là một cái tỉnh mà có những cái chính sách rất là nhất quán trong cái việc mà đồng hành, hỗ trợ cùng với là các cái nhà đầu tư, trong đấy có cái nhà đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp, các cái hoạt động của các nhà đầu tư nói chung thì đều được các cái cấp chính quyền của tỉnh rất là sát sao, quan tâm, chỉ đạo để luôn luôn là đồng hành để tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, kể cả từ những lãnh đạo cao nhất của bên tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng luôn luôn là đồng hành với các cái doanh nghiệp. Không chỉ dự và chỉ đạo giải quyết chung các vướng mắc của nhiều doanh nghiệp, đối với những vấn đề phức tạp, việc giải quyết còn nhiều khó khăn liên quan đến nhiều sở ngành địa phương. Trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe và có những giải pháp tháo gỡ cụ thể. Đơn cử như dự án khu công nghiệp Sông Lô 2,
ngay khi nắm bắt được tiến độ thi công xây dựng của dự án chỉ đạt 50%, còn chậm so với cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh do khó khăn về nguồn cung vật liệu san lấp và khó khăn liên quan tới việc xác định giá thuê đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp tháo gỡ khó khăn, giải quyết ngay những kiến nghị của doanh nghiệp. Tôi thì cho rằng là môi trường đầu tư ở Vĩnh Phúc đối với tôi thì tôi đánh giá là tương đối tốt và có sự phối hợp rất là kịp thời như là tôi đã nói. Bởi mỗi một khi có những cái kêu khó khăn thì lập tức có triển khai các cái cuộc họp và có những cái biện pháp để tháo gỡ các khó khăn đấy. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, từ đầu năm đến nay, qua các hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đã thu hút trên 600 lượt doanh nghiệp FDI và DDI tham gia trực tiếp và đã giải quyết trên 60 ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp. Sở cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh duy trì thường xuyên chương trình cà phê doanh nhân hàng tuần, vận hành hiệu quả hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc. Ban quản trị hệ thống đã tiếp nhận, điều phối trả lời đúng hạn 18 trên 18 câu hỏi trên hệ thống. Ngoài ra, đơn vị đã hỗ trợ giải quyết rất nhiều những vướng mắc của doanh nghiệp qua nhóm Zalo, SMS, điện thoại với 100% các phản ánh kiến nghị đều được giải quyết đúng thời hạn theo quy định. Đầu năm thì doanh nghiệp cũng vướng mắc về cái thủ tục về vốn. Thì chúng ta cũng đã giải quyết được và ngân hàng nhà nước cũng đã vào cuộc rất là quyết liệt. Thì cái thủ tục để tiếp cận về vốn cho các doanh nghiệp thì cũng đã được tháo gỡ. Rồi những cái khó khăn như tiếp cận đất đai thì các cái hội nghị chuyên đề thì chúng tôi cũng đã tổ chức có Sở Tài nguyên Môi trường cũng như các địa phương để tháo gỡ những vấn đề về đất đai để cho các doanh nghiệp có các cái nguồn lực về đất đai. Rồi một số những cái vướng mắc liên quan đến quy hoạch xây dựng thì cũng đã được trực tiếp Sở Xây dựng đứng ra giải đáp và các doanh nghiệp thì cũng đã nắm bắt được cái cách giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện theo đúng quy định. Sự đồng hành kịp thời của các cấp chính quyền đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn như thời gian qua, đã tiếp thêm niềm tin động lực để doanh nghiệp vượt khó, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Cũng chính vì thế mà năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế đạt thấp, song một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp như sản xuất linh kiện điện tử vẫn tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều doanh nghiệp vẫn ghi nhận sự tăng trưởng cao như công ty trách nhiệm hữu hạn Compan tăng trên 9%, công ty trách nhiệm hữu hạn Jangpung Electronic Vina tăng trên 14%, công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Union tăng trên 26%, công ty trách nhiệm hữu hạn Solum Vina tăng trên 10%. Bên cạnh đó, các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch cũng đạt mức tăng trưởng cao. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục trở thành điểm sáng của bức tranh kinh tế Vĩnh Phúc năm 2023. Trong năm, tỉnh đã thu hút được trên 560 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư FDI, tăng 21% so với năm 2022 và đạt 140% kế hoạch. Thu hút hơn 20,65 nghìn tỷ đồng vốn DDI, tăng 67% so với năm 2022 và vượt 4,13 lần so với kế hoạch năm 2023. Riêng trong những tháng đầu năm 2024, công tác xúc tiến thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu hết sức tích cực. Theo dự kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến chỉ riêng quý 1, kết quả thu hút vốn FDI và DDI của tỉnh đã vượt kế hoạch của cả năm 2024. Những con số biết nói đã thể hiện những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh tình hình chung còn vô vàn khó khăn. Kết quả đó một lần nữa thể hiện vai trò quan trọng từ sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả của các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt thời gian qua. Đây cũng là tiền đề để Vĩnh Phúc quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra.